tí cho anh hả? À, siêu cho được nhanh mà. Sao lại là em nhỉ? Sao cứ bỏ anh nhỉ? Anh nữa biết cách làm ơn. Tí em làm lại không ngon. Em làm ngon á. Em làm không ngon. Mà anh làm thế nào? Lòng tí làm sao không được anh nhỉ? Anh nhỉ? Bây giờ chị để vào cái chậu nào đi. Trong cái chậu nó sạch để vào đấy để ướp ấy. Đâu? Rõ nhiều thẻ đấy. Sao lại mua nạp nhiều đấy? Trả sau. À, nạp vào trả sau giả tiền à? Giả ngân hàng đấy đúng không? Mình chơi trả trước cho ăn chắc. Không có tiền. Để xì hưu. Kẹo ăn rồi phải không? Dùng cho kẹo rồi. Hôm nay đông người quá phải bổ sung thêm một con gà. À xuống đi đâu rồi? Thế này mẹ mẹ dư giá uống. Anh cứ dìm nó xuống tí nhỉ. Cho nên ăn cơm đây, hôm nay em đi bộ nhiều mệt quá. Đây nhá. Đi bộ đau chân, bị đau chân từ trước rồi. Thì ăn cơm nhà anh Ly xong là đi về thôi. Đi về luôn à? Về luôn á? Về Hà Giang luôn. Trước em cứ tưởng là chim họa mi này là nó phải thả ngoài tự nhiên thì nó mới để trứng được với anh. Không, mình nhốt thì mình anh quay lưới vào à? Quay lưới vào, nhốt nữa rồi. Thế nhà anh cách chỗ đấy xa này, họ lại trộm đi thì... Không đã lấy đâu mà mình nhả ra quá ha. Với lại khu này cũng toàn anh em thôi nhỉ? Khi là những người xa người ta vào cũng người ta thế tầm tháng mấy là nó đẻ trứng chưa biết được, bây giờ năm nay vừa mới thử. À anh nhốt vào lồng bé này ra bây giờ đấy, đây là đôi cặp đôi giống họa mi. À nhưng mà cái lưới này có đảm bảo không anh? Có mà ha. Thoải mái. Đâu một con đấy đâu? Ngoài mà nó cứ về trong lòng nó a cá rồi mà. Cái này phải ấy chèn cho chặt đấy nhờ. Không bay ra là mất đấy. Thế lúc nó làm tổ nó làm đâu? Nó làm tổ nó cứ làm lấy cái gì cuốn nó làm. Nó sắp làm tổ chứ anh? Góc cái này thôi. Chứ thì vừa mới thả được gần tuần đó mà. À. Nó phải lâu lâu, khoảng nửa tháng này xem nó đẻ trứng hay không mới biết. Ừ, anh chèn chân này chặt vào. Sợ con gì nó lại moi lên ấy. Thực mình cái gì cũng không dám vào được, giá không vào được đây. Cái chùa đó, vào phát tỉnh. Đấy, chèn chân nó chặt vào. Không là mất tiền triệu đấy. À kia ấy. Đấy các bạn nhìn thấy chim không? Thả để cho nó làm giống. Nó khác làm tổ trong ngày luôn. Đây hai con sắp vào lồng rồi. À kia. Cứ bay đi bay vào mà. Đó thì nó thì ở ngoài ăn xong đó thì nó lại vào. Đấy. Cho nước vào đây. Hay nhờ. Họa mi này nếu mà nó đẻ trứng nó đẻ hai quả thôi phải không anh? Đẻ 4 quả ấy. 4 quả à? 3 quả, 4 quả. Thế tầm tháng mấy là bắt đầu nó đẻ nhờ? Bây giờ là nó chắc đang ghép đôi thôi. Bây giờ nó đang ghép đôi thôi. Nếu mà ở dưới xuông thì bây giờ đẻ rồi. Đang chết. Thế nó đang thả để nó hợp nhau để nó kiến tổ. Hôm nào nó mà để trứng nó nở ra nuôi được thì anh bán cho em một con nhá. Ờ được mà. Nhá. Vâng. Rồi ok. Ok, đây là mình dẫn cho. Rồi, nếu mà nó để nó nở lên bắt đầu nó biết ăn cám thì mình bón cho nó là anh bán cho em một con. Vâng. Em lấy về em nuôi. Vâng, mình nuôi từ bé thì lúc nào nó cũng thuần nhanh hơn. Đó. Còn mình đi bấy về được thì nó ấy lắm. Đấy nó mọc lắm.
đấy mình phải thuần một thời gian không nó. Ok, thế hôm nào nó ấp nở thì nó lớn một tí thì anh bán cho em một con. Đến kia có trống có mái đấy. Mua cả đôi cũng được. Thế lần trước anh cũng làm thế này à? Lần trước á, trước không làm đâu. Đây là xem như mới thấy người ta làm được. À, thì mình cũng làm à? Nhưng mà cái lưới ở ấy anh phải thay nhá nhờ. Để trứng mà nó nở khô rồi lúc đấy mình thả được không á? Lúc mà nó để con rồi thì nở rồi. Lúc đấy mình thả nó đi kéo ở ngoài được không á? Xong nó có về không? Có mà, nó mới về chăm con đấy. Nhưng mà nó về chăm con mình phải bắt nó ban đêm à? Không. Nhưng mà mình vẫn phải bắt chứ đúng không? Hay nhỉ? Đó thì lúc nó về thì thả nó đi thôi. Trên gà tre đây nhé. Anh chặt bé ra. À xong tí xào cùng luôn nhỉ. Xào cùng lòng với gan luôn. Đốt nhá. Không trước đi vào đốt để đốt. Phát đâu. Cắt được. Đây, chỉ có sọc thôi. Nhưng mà em mới khô này mà. Ấm chưa? Cái này ấm chưa? Ấm chân như được đấy, nhờ chân ngon đấy. Nó nóng lắm. Chân này tuyệt vời. Chân này quá tuyệt vời luôn. Đấy, gà bắt đầu xe rồi. Đi nó bỏ cái kiềng ra. Gối lên kia, nó nhanh. Vàng, bắt đầu vàng đấy. Thổi tiếp oxy. Nó cháy bốc lên được. Anh ướp chắc là lâu mới được. Đốt lần cổ, vết cổ như vậy. Nhà anh lúc nào chả đốt đun cắm lợn. Ơi thua đâu mà. Mới giỏ thùng tòng này phí thế. Cho vào cái chân này cho đỡ khô. Nhà anh lợn lúc nào chả đun cắm. Bây giờ anh có đun cắm đấy đâu. Em có xem video của anh không? anh mua máy kia đúng không? Máy kia nó nghiền nó mịn hẳn rồi. Mịn hẳn. Xong rồi mình nếu mà thích ủ chua ấy, mua men ủ kia 6.000 một gói. Mình làm bóng người đấy. Nó chua. Đấy. Anh Hải cười lên nào. Sao mặt buồn đấy. Đang tập trung nướng chân gà này thấy chưa. Nướng chân gà. Ôi trông vức. Thơm. Rất là thơm. Anh ơi làm sao. Nào anh qua tí nào. Cái này có ăn được không. Cái này á? Tanh. Cái này rất là tanh. Nói chung là phải biết thì mới chỉ đạo được. Ghế này quá. Ghế này hỏng rồi. Này, cái ngôi không ngồi nhiều và những cái nát. Có một cái sập ấy. Cái này sập rồi. Tăng tà lụng. Tà lụng. Anh Thắng làm gì ấy? Thổi. Thổi á? Là anh đi vớ làm. Ông bé quá. Anh Thắng ơi, đánh cái này để cho nó nhanh hơn. À được rồi, thôi không thổi nữa. Thế thôi. Không cần đâu mà. Thế này đi. Đúng rồi, anh cuột tí là nó còn nhanh hơn. Ừ. Để yên cho ở trong cái quả này được chưa? Được rồi.
mặn đúng không anh? Ừ, mặn thật. Sao biết? Chỗ đấy nuôi mình ấy muối vào nhiều mà. Cái gà này tí mình chặt chúng ăn luôn rồi nhỉ? Ừ. Hay là để mai ăn? Không, ý em là chặt ra chặt cuối cùng nhất đây. Hay để mai. Cái này chặt ăn luôn không anh? Chặt hai. Chặt ăn luôn. Ăn luôn à? Đúng rồi. Anh nhận bà tưởng để mai. Để mai. Bao nhỉ? Để mấy lần rồi. Ôi ôi, đẹp rồi. Còn cái góc này chưa được này. Cho cái góc này vào trong đi. Cứ thoải mái, bình tĩnh. Gió cứ cho nó yên một lúc cũng được mà, không cần phải lúc nào nó xoay đâu mà. Thoải mái. 3 giờ, 2 giờ thì là bây giờ. Mai tới chưa? Trời, ít than mưa bên này. Buổi vàng sân nữa đây nhỉ? Đẹp. Xin chào tất cả. Nhỏ to quá nhỉ. Đi cho. Cho bố. Lấy một cái xe này lên nhỉ. Đi cho. Rồi. Đẹp. Cấp chín rồi. Đẹp rồi. Đây này này. Ngon lành cành đào. Cho rượu rồi đúng không anh? Rồi rồi, cho công phức. Đây là món thịt chuột này các bạn này. Chuột gác bếp. Ướp gừng này, với rượu rồi. Bây giờ anh Hải Thanh chém sẽ đạo diễn món này. Đúng rồi, ngon lành cành đào luôn. Em cho lên cái thớt có phải dễ không? Đấy, không hết đâu. Cái này, rồi. Bây giờ bỏ ra cái gì được này? Không, chưa. Không, ví dụ ấy. Thì nó to ra cái ống. Thì nó to ra cái bát là xong rồi. Không phải chặt để cái đâu đi cho rõ. Đây. Thì chuột ăn sao bây giờ đó. Đẩy vung vào. Hay là như nào? Đẩy vung vào không? Đấy. Ôi 3 phút sau là được ăn rồi. Là chín luôn đấy. Chín luôn. Ôi ôi lên. Nóng hổi, nóng hổi. Nóng hổi, nóng hổi. Tôi ăn. Cái này rơi ra anh. Để cho nó cái miếng nào. Miếng này còn sống rồi, nó nhảy ra ngoài. Ăn mảnh vun.
nhiệt thôi. Con củ này, củ này chưa nắm lên. Củ này đừng to quá. To không được nữa, tí nhai. Chuột trước anh đây con em. Chuột này á? Ui, chuột này trước anh bé, anh ăn suốt ngày. Cái này chuột đá mà, bụng nó trắng luôn anh. Đúng rồi. Chuột này bụng trắng mà. Nó nhìn sạch lắm, lông nó mượt lắm. Chuột này to mà, 2 con 1 cân mốt rồi mà. 2 con 1 cân mốt rồi á? Ờ. Đây nhưng mà loại này, 2 con này phải 1 cân mốt rồi. Đúng rồi. Ly ơi. To như vậy. Lúc vừa bác về đấy, 2 con 1 cân mốt. 2 con 1 cân mốt. Em ngồi đâu? Nếu em ngồi kia thì em để cái xương bên này. Bà. Để anh ngồi xong rồi em ngồi kia thì em lấy cái nạng. Đi dò nhau chứ anh. Ui dạ. À nước thì đun mì tôm đi. Ở đây tôi cái kia cứ để lại tí. Thế đánh chén tiếp rồi. Không phải đào. Bị gió đang chưa. Đây có phải bày mâm xong rồi các bạn nhá. Bị gió là chảy hết nước ra nào. Ngồi tại đây luôn. Thì sẽ ngồi xung quanh. Đây là cái mẹt. Nhưng mà chính là mẹt thịt gà siêu to khổng lồ. Ờ được, cái này cho anh làm khai trà nhỉ? Không, anh lấy cái trong trong tâm này, khai trà luôn. Đâu là anh mời ba vợ chồng thế nhỉ? Ôi là bắt tay luôn. Để mày chắc quay vòng xong uống. Nào đâu, xuống đâu anh mời. Em quay vòng bên đâu à? Vâng, vâng, ok. Rồi nhá, mấy ngày đi vất vả. Nào mời gió cá nào. Có gì không phải thì anh hiểu cho em phải bỏ qua cho nhau nhá. Cứ đi cùng nhau thế là vui rồi. Nào gió. Đâu em? Sao lắc đầu đây? Cả ba vợ chồng luôn. Hả? Cháu có vấn đề gì cả. Tốt em đâu? Mình thích đi phục vụ. Đúng không? Đấy về ấy. Em đang bảo là anh đang bảo có việc đi là đi đâu cũng được. Em đang bảo là anh em chơi đi xong theo để bốc vác. Làm món đấy để mình làm bài chị. Làm nghề bốc vác được. Trưởng hàng rồi. Sai quá rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết. Chị anh có về ra vang anh không? Nhớ đâu, lúc đấy em nói bảo cái cây ấy thì anh em nói thế là anh nhớ. Cảm ơn. Nhớ đâu. Mẹ ơi. Chơi đấy à. Bắt ra cái. Lúc đầu là bảo là anh. Đúng à, hai vợ nó rượu khác rất là ngon. Thế nào xuống này đang cứ gọi anh ấy. À giống như em trước em này là đi bán rượu, còn em như là nhà nấu rượu. Xong giống như tưởng cả hai cùng nấu. Thế mà Hải không nhớ nhỉ. Anh có lấy dây chuyền đấy. Không nhớ được chứ. Hai vợ của đi đô ra. Nhất là một vợ. Kéo đến bây giờ là không còn đâu. Em vợ cả là cũng đang bị bệnh nên là cũng uống chỉ gọi nhấp môi thôi. Anh em mà không nên ép. À cảm ơn em. Cái này là tùy. Tốt anh nhá. Nên các em cứ ăn mạnh vào. Tốt anh ạ. À. Ăn đi nhá. Phải ăn mới có sức. Nên là ra đây là ngồi là sợ phải uống rượu. Nên là cứ ăn thôi, ăn thoải mái đi. Nên là rượu là không nên ép. Nên phụ nữ thế là họ đang ốm đau bệnh tật. Còn người kia là đang nuôi con nhỏ. Đi lại một người uống hai người say thì dở. Nếu tao mẹ uống say vào con bú vào cũng phê nốt. Con phê rồi chứ. Thế ông nhìn kìa trước kia người ta bảo là con lợn nên cho con lợn. Hey. Đây rồi. Thôi. Đây bù chê. Rồi. Thôi anh. Xin phép đâu nhỉ? Em xin phép đây. Em tổng kết chén này em ơi. Tổng kết chén này thôi. Xin phép. Thôi anh Hải tí không đi. Rồi anh cũng xin phép luôn. Tí chợ bọn em phải về Hà Giang nên là thế nhá. Em mời anh nhá. Em mời anh chị. Rồi anh cũng xin phép luôn. Tao làm mồi nhá. Xin phép nhá. Ôi, Ly ơi, anh cảm ơn gia đình nhá. Cảm ơn anh em mình đến. Em cảm ơn anh chị. Mình anh em lớn mồm hơn. Uống nếu mà uống nhiều vẫn uống được thôi nhưng mà tí phải đi xe nữa. Okay, mình phải đảm bảo chứ. Không an toàn thôi, mệt thì cũng mệt đâu. Không ép. Rồi em mời anh. Mình phải điều chỉnh làm sao. Thôi, em xin phép nhá. Xin chào cả nhà nhá. Rồi ok, mai ngày kia mà lên chúc sức khỏe anh nhá. Vâng, ok anh. Bye bye. Anh chào anh em nhá. Anh về luôn anh Ly ơi.
Rất nhiều mà mua mà. Anh em về đây. Thôi em về nhá. Hai chị dọn hộ em với nhá. Vâng, giờ tí chị khác dọn nhá. Vậy em về nhá, hôm nào lên về vui vẻ nhá. Vâng. Chúc lên đường gần nhiều may mắn nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Hôm nào xuống Hà Giang cứ alo em. Ok. Thôi bọn em về đây. Đây em đây. Đây đưa chìa khóa đây. Lấy xe. À, anh lái. Xe lái cho. Chìa khóa đâu? Taxi nha, để xe lái cho. Đây. Đem đèo ra được mà. Thế em về nhá, anh đi nhá. Hôm nào xuống Hà Giang cứ alo nhá. Đấy, hôm nào vào nhà em chơi cơ. Gặp nhau biết rồi gì nữa nhỉ? Biết rồi. Tuần qua anh đi này chưa vào nhà em. Chưa vào nhà thôi. Anh Hải đi cùng luôn đi. Có mà, đi luôn.